lên cho cao cao nó gọn gọn rồi, không rồi. Khỏi cho không cắt máy. Rồi, cắt máy cũng đi. À, rồi. Rồi xung quanh này chú muốn nó xanh xanh hay là sắc trắng luôn? Không, xanh xanh. Rồi, xanh xanh ha. Bây giờ tôi cắt xung quanh cho nó gọn gàng lên. Rồi, rồi. Máy con giữ nguyên cho chú. Rồi, ok. Rồi, con cắt xong xong cho chú rồi đó nha. Rồi, để con thổi xung quanh. Thấy bà tay nghề con ăn nghỉ vậy đó. Dạ. Gán này gán lưu luyện nữa đi. Dạ. Rồi. Để con phủi xung quanh xong luôn. Thấy cầm cái tăng đơ là thấy tay hơi nó ok rồi đó. Dạ. Nhưng mà vẫn còn học hỏi nhiều lắm. Ờ kệ đi, chịu không vô học hỏi kỷ niệm thêm một chút nữa. Dạ. Đó có học lắm á. Ok. Rồi. Rồi chúc con mau mau thành công ra nghề. Dạ, cảm ơn chú nha. Rồi.